Cứ đến ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch hàng năm, người dân huyện Hàm Yên lại đến thôn Thụt, xã Phù Lưu để tham gia một phiên chợ đặc biệt. Phiên chợ chỉ họp một lần trong năm đã trở thành điểm hẹn văn hóa của nhân dân các dân tộc trong vùng. Trước đây, phiên chợ đặc biệt này họp trên một đoạn đường nhỏ sát bờ sông. Mấy năm gần đây, khách đến chợ ngày càng đông, chính quyền địa phương phải mở rộng mặt bằng, dịch chuyển chợ cách xa hơn địa điểm cũ vài trăm mét mới đáp ứng được nhu cầu của người dân và du khách đến tham gia. Nhưng dù phải dịch chuyển chợ thì nơi đây vẫn là điểm hẹn của bà con dân tộc trong vùng. Đến chợ Thụt không phải chỉ đến mua sắm. Chợ Thụt là nơi gặp gỡ người quen, bạn cũ và cũng là nơi để trai gái hẹn hò. Vì thế, chợ Thụt còn được người dân gọi bằng một cái tên khác là chợ tình. Thấy bố mẹ bảo là con muốn đi lấy chồng thì con phải đi chợ tình, đi tìm chồng ấy, người yêu ấy. Xong thì chị mới đi, 3 giờ sáng đã đi rồi đấy, đi phải trèo đèo này, lội suối này, 14 cái suối đấy chú à. Vâng, chị phải đi, lúc đấy đi còn có con bắt cắn vào chân thế này. Vâng, phải cố gắng mà đi. Thế thì đi ra mới gặp người yêu ông xã bây giờ đây này. Vâng, thế thì may quá, lại được như ý. Hàng hóa ở chợ Thụt rất phong phú, từ quần áo, giày dép đến những gian hàng ẩm thực để phục vụ khách đến chợ. Nhưng cũng có những món hàng chỉ mua được ở phiên chợ đặc biệt này. Phiên chợ Thụt ở xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên một năm chỉ họp một lần. Nó đã trở thành điểm hẹn văn hóa của người dân, các dân tộc nơi đây. Không những thế, khi đến với chợ Thụt thì người ta còn mua được rất nhiều những món quà kỷ niệm, rất nhiều những món hàng độc đáo mà mang đậm những cái bản sắc văn hóa của dân tộc như thế này. Những người phụ nữ này là một trong số ít những người phụ nữ Dao ở xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên còn giữ được nghề truyền thống. Mỗi họa tiết, mỗi cách trang trí trên mặt hàng thổ cẩm này lại phục vụ cho mỗi nhóm người Dao nhất định. Vì thế, nghề dệt truyền thống của người Dao ở Hùng Đức khó sản xuất hàng loạt mà phải cần mẫn làm từng chiếc một. Đây là những món đồ không thể thiếu trong đời sống của đồng bào dân tộc Dao mà đôi khi chúng chỉ được bán ở chợ Thụt. Bây giờ thì người ta mua nhiều lắm. Thì bán 2-3 năm nay thì lần nào cũng lên, nhưng mà mỗi lần thì cũng bán được nhiều đấy. Mặt hàng độc đáo ở chợ Thụt là những vật dụng gắn liền với đời sống lao động của đồng bào địa phương. Những con dao, chiếc liềm, cái búa, những vật dụng gần gũi trong sản xuất của bà con. Đặc biệt là ở chỗ, những vật dụng này hiện nay có thể mua được ở bất cứ hàng đồ sắt nào, cũng như các phiên chợ ở các địa phương. Nhưng người dân ở Hàm Yên lại muốn mua chúng ở chợ Thụt, như một hành động cầu may cho một năm mới bội thu. Cứ đến ngày 2 tháng 2 âm lịch hàng năm, thì tổ chức bà con ở đây sẽ tự tổ chức thôi. Chứ còn sau khi mà có một cái thời gian nó gián đoạn thì người ta cho rằng là cái việc đó là của người Hoa thì không phải, là của đồng bào dân tộc ở đây người ta khác tổ chức, nó là truyền thống. Chợ Thụt giờ đây đã trở thành ngày hội, hàng năm có hàng nghìn người dân và du khách đến với phiên chợ này, hàng hóa và các dịch vụ vui chơi giải trí ngày một nhiều. Người dân và du khách mong muốn chợ Thụt luôn giữ được những giá trị văn hóa nguyên bản của đồng bào các dân tộc trong vùng, để nơi đây luôn trở thành điểm hẹn văn hóa của bà con các dân tộc, thu hút ngày càng đông du khách đến với quê hương Hàm Yên.